Cảo Phó Cha Cố Vinh Sơn Lê Văn Luật, Tòa Giám mục Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Thánh Francisco Assisi, Cáo Phó. Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô phục sinh, Tòa Giám mục Bùi Chu kính báo Cha Cố Vinh Sơn Lê Văn Luật, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1941 tại giáo họ Đông Cát, giáo xứ Liên Phú, giáo phận Bùi Chu, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Năm 1955 nhập tu theo ơn gọi làm linh mục. Ngày 6 tháng 6 năm 1976 lãnh nhận chức linh mục tại Tòa Giám mục Bùi Chu. Từ năm 1994 đến năm 2007 làm cha xứ các giáo xứ Sương Điền, Văn Lý, Hòa Định. Từ ngày 25 tháng 7 năm 2007 đến ngày 10 tháng 4 năm 2011 làm cha xứ giáo xứ Tân Bơn. Từ ngày 11 tháng 4 năm 2011 đến ngày 24 tháng 8 năm 2011 làm cha xứ và giám đốc nhà hưu Xuân Hóa. Từ ngày 25 tháng 8 năm 2011 đến tháng 5 năm 2014 làm cha xứ giáo xứ Quỹ Ngoại. Từ tháng 5 năm 2014 tới nay điều trị bệnh và nghỉ hưu tại nhà hưu Xuân Hóa. Ngài đã được Chúa gọi ra khỏi đời này vào lúc 9 giờ 50 phút sáng thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2024, hưởng thọ 83 tuổi. Thánh lễ an táng do Đức cha Tô-ma chủ tế vào lúc 15 giờ thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2024 tại nhà thờ giáo họ Đông Cát. Sau thánh lễ an táng, linh cữu cha Cố Vinh Sơn sẽ được chôn cất tại khuôn viên nhà thờ giáo họ này. Xin quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu hiệp thông cầu nguyện cho cha Cố Vinh Sơn. Văn phòng Tòa Giám mục Bùi Chu, ngày 10 tháng 6 năm 2024. Linh mục Vinh Sơn, Đỗ Huy Hoàng. Chương trình tang lễ thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2024, 7 giờ, nghi thức tần liệm và phát tang tại nhà hưu linh mục Xuân Hóa. 9 giờ, di quan từ Xuân Hóa về giáo họ Đông Cát, giáo xứ Liên Phú. Thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024, 15 giờ, thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo họ Đông Cát, an táng tại khuôn viên nhà thờ giáo họ Đông Cát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.